Sáng nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng đã đến thăm, động viên cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia hoạt động phòng chống dịch tại các địa phương, hội viên phụ nữ khó khăn và tặng quà cho các lực lượng làm nhiệm vụ tại các điểm chốt trên địa bàn thành phố. Đến thăm và động viên cán bộ, hội viên phụ nữ tại phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố trao 100 suất quà trị giá 30 triệu đồng cho cán bộ hội trực tiếp tham gia vào công tác phòng chống dịch và hội viên phụ nữ khó khăn trên địa bàn phường. Trao 350 suất quà trị giá 105 triệu đồng cho cán bộ hội trực tiếp tham gia công tác phòng chống dịch và hội viên phụ nữ khó khăn trên địa bàn quận Liên Chiểu. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đến thăm và tặng quà các chị em nữ công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, đồng thời động viên các chị em phụ nữ tiếp tục thực hiện tốt việc giãn cách xã hội trong thời điểm hiện nay, tích cực tham gia công tác phòng chống dịch tại địa phương. Chúng ta rất biết ơn các ban cấp ngành đã hỗ trợ cho chị em công nhân trong mùa dịch này. Chúng ta rất là cảm ơn. Chúng tôi cũng rất là muốn lực lượng các đối tượng nữ công nhân tích cực hợp tác với chính quyền trong công tác phòng chống dịch, tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương để sớm đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã đến thăm và động viên các hội viên phụ nữ tại bếp ăn phục vụ các tổ trực tại khu vực phong tỏa, cách ly y tế tạm thời tại phường Hòa Khánh Nam và tặng quà cho các lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch trên địa bàn quận Liên Chiểu. Trước đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố cũng đã trao 300 suất quà trị giá 90 triệu đồng cho cán bộ hội trực tiếp tham gia vào công tác phòng chống dịch và hội viên phụ nữ khó khăn, thăm hỏi động viên các lực lượng làm nhiệm vụ tại các điểm chốt trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn.